Xin chào mọi người đã quay trở lại với livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn ạ. Hiện tại thì em đang có mặt trong phòng phẫu thuật của bác Văn mọi người ha. Đây là kết quả sau 60 phút mà bác Văn vừa mới phẫu thuật xong mọi người ha. Thì em xin chia sẻ với mọi người hình ảnh của khách hàng này trước khi làm mọi người nha, để mọi người cùng tham khảo hình ảnh trước và sau khi làm ạ. Hình ảnh khách trước khi làm đây mọi người. Thì cái mô tuyến của khách thì khá là teo lét và đặc biệt là phần mô tuyến trên này mọi người, gần như là nó không có và nó hõm vào trong luôn ạ. Thì đây, gần như là nó không có và nó hỏng vào trong luôn, thì trông khá là mất thẩm mỹ khi mà khách diện những bộ đồ bikini hay là áo dây á mọi người, hay là khách không có tự tin lắm ạ. Tìm đến bác Văn với mong muốn là cải thiện vòng một của mình nè, căng tròn, sexy. Và hình ảnh khách hàng của em sau khi làm xong nè mọi người. Sau khi thăm khám và tư vấn thì bác Văn tư vấn cho chị ấy sử dụng size túi là 320, đặt lên trên ngực rất là tự nhiên luôn mọi người ha. Cái phần trên mọi người, thay vì ban đầu nó hỏng ở trong thì bây giờ nó đã căng tròn lên và sexy nha. Chị khách hàng hôm nay của em thì chọn đi đường chân ngực ạ. Cái đường xẹo này nó chỉ tầm 3,5 cm thôi mọi người ha, rất là mảnh và đẹp luôn mọi người ha. Hình ảnh khe sau khi bác Văn đã làm xong ạ. Anh quay giùm em một vòng để cho mọi người cùng coi lại hình ảnh ngực nha. Đây em xin so sánh lại hình ảnh trước làm và sau làm đây mọi người ơi. Chị Khánh nào mà đang gặp tình trạng giống như chị Khánh ngày hôm nay của em á thì cứ liên hệ cho bác Văn nha, để bác tư vấn và thăm khám miễn phí cho mình luôn ạ. Chỉ sau 60 phút phẫu thuật thôi mọi người thì mọi người đã có thể sở hữu được vòng một như ý muốn là mọi người ha, căng tròn sexy và đẹp vuông vừa phải nha. Rồi em xin cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong phần livestream tiếp theo của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn nha.